Đây là một trong những quang cảnh tờ mờ sáng ở bãi Hương của Lôi Tràm. Đây là những ngư dân người ta đi đánh bắt cá và mực từ Nghìn Mành. Chiều khoảng là 4-5 giờ đi và sáng khoảng 4-5 giờ là về lại. Và trong quá trình đi mình thì họ rảnh rỗi câu những con mực, đặc biệt là mực ống. Đây là loại mực để dùng cho làm mực nắng, rất là ngon và rất là đặc biệt ở đảo Cù Lao Chàm. Và chúng ta khi mà đến đảo thì tranh Cao hả? thủ vào những giờ sáng sớm để nhìn thấy và tìm kiếm mua được những con cá, con mực mà mình thích. Và mình cũng dậy lúc 4:30 5 giờ và để xem thử có cái gì không đi mua. Đồ kỳ nung mơ hả? Chắc không có rồi hả? Rõ chứ kìa. Thời gian đi chơi bưng về ăn đấy. Ngồi về em nhé. Chú hả? Nghĩ lấy dĩ đấy. Đây là món gì ngon này? Hồng. Hồng à? Hồng. Hồng nướng bèo quá rồi. Hồng nướng. Cao nhìn cứng đỏ quá rồi. Biết là món gì đỏ đây. Chị đã biết tụi mới nhà hòn. Bà hình không lái thường lái bóp hơi còn này mà. Hơi 150. Trù cái đồn khách nó xuống đó. Đù rồi kìa. Rồi, hôm nay thì mình mua được một ít mực từ người dân Bữa Hương. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một món là mực mực nắng ở đảo Cù Lao Chàm. Thì đây là một loại mực có thể gọi là mực nắng là ngon nhất ở đảo. Và đây là cũng là mình làm cái món này để mình tặng cho một người chị từ Hà Nội về. Khi mà một người chị đã ở Hà Nội thì mình có ghé thăm một lần, thì chị cũng để cho mình món Name Hà Nội uống với bia. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một món mực mực nắng ở đảo Cù Lao Chàm để uống rượu ở đảo, như là một cái sự giao lưu chia sẻ với nhau về ẩm thực. Nhìn có một con nhấp nhái luôn, đỏ chưa? Cái kinh đỏ chưa? Giờ cái này có muốn lên tới phút hay? Giờ khi mình sẽ sang thì mình sẽ phơi hậu nối một mực nắng, thì chúng ta sẽ phơi đúng một nắng thôi. Phơi một mặt xong rồi mình sẽ lật lẹ rồi đem đi nướng, là một tí rượu nữa thôi đúng bề. Của đó cho ông tặng cho chị. Dạ. Dạ xé luôn chị. Rồi xé luôn một con xé luôn. Dạ xé luôn hết. Đây là quá trình em làm đây để tặng cho chị, tại vì hôm đó là chị tặng em là muốn là bia Hà Nội và chứ đâu là với lại nem gọi nem Hà Nội. Giờ chị bỏ đi nướng nữa. Chị bưng luôn. Giờ ra đảo thì chỉ biết là mực mực nắng và bia Laru. Hỗ trợ đi cho qua bên xin chị không? À, đưa chị một thêm một cái đĩa cái gáp nữa.
Đây là một trong những món mà đặc sản ở đảo Cù Lao Chàm. Tuy không nhiều nhưng mà tình cảm để gửi lại. Rồi chị lấy mấy con hàu qua bên kia là bốn hàu. Chị trở lại ra, chị trở lại cho chị lấy mấy cái ghim ra. Đó, chị lấy mấy cái này ra này, chứ không là để là bỏ cái này ra. Đó, lấy mấy ghim ra. Đây là người dân ở đảo đi câu, câu lên và làm luôn đó. Lấy luôn mấy cái tam rồi, ok. À đây cũng phải. Dạ. Lấy luôn đó chứ. Lấy luôn đó hả? Chả có can này chị. Chị Phong ơi, chả có can làm. Có can đó chị. Đừng vào bếp phải sao? Không phải lần đầu tiên à. Không phải lần đầu tiên nữa, ok, sợ là nhiều lần rồi. Tôi ớt cũng mực đó. Càng lắm, thấy mà cứng là càng thịt đó. Cái này được không Khánh? Dạ, còn cái này chưa chín được kìa. Cái góc này hả? Cái góc thôi. Cái này chị đứng như xí gì xá dòng vĩ nghe. Chị nhớ mực của đội trùng hắn như thế nào. Dạ, đó, cái đây trong khô xin đây chân. Khô với thân được. Nướng là cực khổ nhưng mà người ăn là phải sướng rồi chị ơi. Rồi sáng cho ông Vĩ ăn thử, là ông Vĩ thấy mực một nén rồi trộn hơn ren. Cùng với bia la ru. À chị sẽ bỏ, chị sẽ bỏ đấy. À cũng không cần đi gọi đâu. Chị sẽ đi cái dùng thôi. Nóng không? Thơm không? À, chị ăn thử ăn như thế nào? Chấm với từng ớt ớt cay. Cay lắm đó. Cay lắm đó. Uống bia mới ngon chứ. Bia Hà Nội mới ngon. Uống bia Hà Nội mới ngon nhưng mà ở đây ở Cù Lao Chàm chỉ có bia La Ru thôi. Ngọt lắm. Ngọt lắm à? Dạ. Nhưng mà chị ăn cái thân này còn ngọt hơn nữa. Cái phần thân này. Đây. Con này cũng. Cái thân này còn ngọt hơn nè. Ngon không? Ok. Không, một nén là ăn tại đảo thôi. Chứ còn mình không thể đem về trong đất liền được. Tại sao? Tại vì nó còn nước đó. Không được khô. Nếu là hai nén là mình với khô đem về được. Một nén là mình ăn tại đảo với ngon, với thơm. À, chứ tại sao họ ở trong đất liền họ cứ bảo là bán mực một nắng thì... Hai nén rồi. Hai nắng rồi à? Hai nắng rồi. Hai nắng khô với đem về được. Đi biển về, nhưng mà Khánh bảo thực ra đấy là hai nắng chứ không phải một nắng. Không, nó tươi mẹ, nó sắp ra nó xào được mẹ. Trời, cái nó vứt đây. Trước năm đi đi về miền Tây. Đi về miền Tây à? Dạ. À, nghĩa là phải quay đúng không? Không. Quay, đang clip đăng hôm tây. Cái này là quay mình sẽ được tự nhiên ra Hà Nội là gọi chị và tình cờ ra là đảo. Giờ mời là chị là muốn mừng một nén ở đảo. Một nén là vừa giòn và vừa ngọt. Nhưng mà tùy theo mỗi người sẽ thích hay không nữa. Đảo thì vẫn còn khả năng là vẫn còn gian nữa chứ chưa hết. Chưa thấy nữa, ra lần nữa hả? Ra lần nữa không biết là tẹo người chi. Tại vì là... Chưa đó, có bạn bè nào? Có bạn bè thì nếu mà bạn bè muốn đi chơi, có các bạn người nước ngoài mà muốn mà chị thấy mục nó như thế nào?
dùng thêm một miếng. Rồi đưa hai nghìn lần sau. Tháng 11 nếu mà không mưa bão. Tháng 11 đêm được rồi. Ừ, thế à? Đã bảo là cái mùa em mùa mưa bão. Cái là hai nghìn lần sau thôi.